vòng tay ấm, cha nhường mẹ ôm con, đứng đằng sau giang dòng vòng tay che chở lấy. Giờ đời con vấp ngã lắm buồn lấy để con trẻ bước qua. Cảm ơn hai nhiều lắm. Rồi. Dạ. Ủa trời ơi. Cái này để lại cho con. Nó sướng vậy hả? Trời ơi. Cái này tin không có cho. Cái này không có cho, đòi đem về. Không muốn đem về hả? Dạ, đòi lấy giấy khen lại. À, giấy khen hả? Wow, giấy khen này mọi người. Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện. Wow. Chữ thì đẹp ha. Thiệt sự anh làm cha làm mẹ anh biết. Nhìn thấy con mình có cái giấy khen là mừng lắm luôn á, đúng không? Dạ. Lòng mình vui dữ lắm luôn á trời. Con anh cũng mới hôm qua cũng mới bế giảng ở tại trường, cũng nhảy, cũng hát hò trên trường. Nên là trời, mình hiểu cái hoàn cảnh, cái tâm trạng này lắm luôn á. Mà lại còn nhận bằng khen nữa. Là tin làm cái này là tốt đó nha. Nhưng phải nhận được nhiều bằng khen hơn nữa cho mẹ vui, cho mẹ yên tâm ha con ha. Con gắng học giỏi nha, viết chữ đẹp hơn nữa. Học phải hơn mọi người luôn nha, để mọi người nể mình ha con ha. Về chúng mình con đi, mốt con làm học giỏi đó có chỗ làm người ta trả lương mình cao, để còn nuôi ông ngoại nuôi mẹ ha. Có biết tại sao cái này không được sức không? Dạ. Em biết là cái nhà thông mà. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Tết thì em ngủ không được, dạ. Mấy năm rồi em không được thay ở nhà. Em có chọn gì cho em hết. Em cảm ơn anh với cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Giúp đỡ em cũng như là xây nhà cho ba em. Cảm ơn các mạnh thường quân. Em cũng cảm ơn cán bộ đã tạo điều kiện cho em, quan tâm em, luôn luôn quan tâm em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Hàng xóm cũng dễ thương lắm. Dạ. Mỗi người tới phụ chút. Có người cho ông Bì đó, cho Lộc ấy thương lắm. Dạ. Giờ ba tự nấu ăn được tất cả mọi thứ. Tiện lợi lắm, bếp ga hết rồi. Có toilet riêng sạch sẽ cho ba đàng hoàng. Cảm ơn anh. Không sao, không sao. Xong rồi anh cũng mãn nguyện, anh cũng làm được cái điều nguyện ước của em rồi. Dạ. À, hồi xưa cũng có một người bạn khác cùng giai đoạn với em luôn đó. Dạ. Bạn Tuấn, thì anh cũng sửa nhà cho bạn ấy. Là bạn ấy bây giờ về rồi, bạn ấy đi làm bảo vệ rồi. Bảo vệ để nuôi mẹ. Em cũng hứa với anh với mấy cô, mấy chú đã giúp đỡ nhà em cũng sẽ cố gắng để tập tốt. Để rút ngắn thời gian về sớm hơn. Về với con, em về chắc lúc con lên lớp cấp 1, lớp 2 rồi đó. Ha, cái đó, hy vọng là vậy. Em về nó tốt nghiệp luôn rồi. Tốt nghiệp luôn, tốt nghiệp lớp 12 luôn hả? Dạ. Đúng không con? Nghe không? Mới lớp 3 rồi đó, đợi tới lớp 12. Anh cho em gửi lời cảm ơn mấy mạnh thường quân đã giúp đỡ cho nhà em. Cảm ơn nhiều. Ok, chắc là mọi người xem sẽ thấy được cái lời cảm ơn của em. Dạ. Đặc biệt là Hưng cũng cảm ơn cán bộ tạo điều kiện thuận lợi nhất đó, để cho Hưng được thăm, để ông yên tâm. Và em yên tâm ở trong này để học tập cải tạo cho tốt. Dạ. Nghe. Dạ. Em sẽ không phụ lòng cán bộ, cũng không phụ lòng mình hay với lại mấy mạnh thường quân đã giúp đỡ em đâu. Ok, ok. Dạ. Rồi, vậy là ngon rồi đó. Dạ. Yên tâm ha. Sớm về đi cổ vũ cho người hát nữa nè. Dạ. Anh cũng có chút quà ha, gửi tặng em nha. Dạ. Cá của anh sản xuất thôi, cá hộp đó. Nha. Nha. Chút bánh trái của ông ngoại đem lên nè. Nó hồi nhờ cán bộ quản kiểm soát xong rồi mình nhận ha. Dạ. Nha. Đây, cá hộp này ăn để dành cả tháng, 2 tháng trời. Hoan chúc mừng nha. Rồi, mừng quá đi thôi. Có cái nhà là vui rồi ha. Dạ. Rồi. Em hạnh phúc lắm. Ok, vậy là Hưng cũng đã thực hiện được cái ước mơ của dân, cái hành trình thiện nguyện của mình mang xuân về với trại giam, nhất là cái nơi rất là quen thuộc như trại giam Long Hòa, là nơi tới rất nhiều lần, vẫn luôn nhận được cái sự ưu ái, sự yêu thương, sự cổ vũ nhiệt tình của các phạm, đặc biệt là các sếp, các giám thị, tạo điều kiện tốt đẹp và khiến cho phạm nhân thấy rằng là môi trường này rất nhân văn, không bao giờ bị bỏ lại phía sau cả. Thì mọi người thấy rằng là cuộc sống này cũng luôn tươi đẹp nha em nha. Dạ. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban giám thị, cán bộ rồi đã luôn luôn quan tâm em. Rồi. Dạ. Ok, bây giờ em về nghỉ đi ha. Dạ. Hai cha con nói chuyện với nhau đi. Dạ. Mấy mẹ Nguyệt nữa, chút xíu đừng có xe đưa cha về. Dạ. Dạ.